Cẩm Tú kính chào quý vị khán giả, rất vui khi được gặp lại quý vị trong khung giờ phát sóng quen thuộc 6 giờ 50 phút thứ năm hàng tuần trên sóng truyền hình TTV11 của chương trình Chay Việt Tinh Hoa. Quý khán giả thân mến, rong biển là một loại nguyên liệu chế biến món ăn đã dần trở nên quen thuộc với các bữa ăn trong gia đình người Việt hiện nay. Không chỉ các món ăn phục vụ sở thích của các bạn trẻ mà rong biển nấu canh cũng được nhiều người lớn ưa chuộng. Ngay bây giờ, Cẩm Tú mời quý vị cùng vào bếp Chay Việt Tinh Hoa và theo dõi cách chế biến món ăn này quý vị nha. Canh rong biển, một loại canh có vị thanh mát, ngọt nước tự nhiên, bổ sung được nhiều chất dinh dưỡng, bồi bổ cho cơ thể. Thật tuyệt vời khi trong canh rong biển có thêm đậu hũ trắng, khiến món ăn trở nên ngon hơn và đủ đầy dưỡng chất cần thiết. Quý vị thân mến, canh rong biển là một món ăn rất thơm ngon và thanh mát. Bây giờ thì cùng Kiều Tiên đi chợ và tìm mua các nguyên liệu cần thiết nha. Đầu tiên thì sẽ là rong biển trước. Dạ chị ơi, mình có bán rong biển không ạ? Cho em một gói rong biển ạ. Chúng ta sẽ mua rong biển khô và sau đó về mình sẽ tiếp tục sơ chế, ngâm qua nước thì sẽ có được nguyên liệu chính cho món canh rong biển này. À, nó có nhiều loại hả chị? Cái không rong biển mình về mình nấu canh á chị, là đều nấu canh hết. À, cái này bao nhiêu ạ? Cái này cũng 13 hết rồi. Dạ rồi, vậy bán cho em một bịch này nha. Dạ, con gửi. Cảm ơn chị. Quý vị thân mến, rong biển thì có rất là nhiều loại khác nhau và tùy theo sở thích và nhu cầu của mỗi nhà, mình sẽ chọn cho một loại rong biển phù hợp hơn nha. Bây giờ thì Kiều Tiên đã mua được rong biển rồi nè, mình sẽ tiếp tục đi mua thêm đậu hũ trắng và một số nguyên liệu khác nữa nha. Quý vị thân mến, trong món canh rong biển thì bên cạnh nguyên liệu chính là rong biển thì ta phải mua thêm một số nguyên liệu khác nữa để có thể là bổ sung thêm dinh dưỡng cho món ăn này. Bây giờ mình sẽ tìm mua đậu hũ trắng nha. Dạ chị ơi, bán cho em 2 miếng đậu hũ trắng ạ. Bao nhiêu tiền một miếng chị ha? 3.000 miếng, 2 miếng 6.000. Dạ, 6.000. Dạ, em gửi chị. Tùy theo nhu cầu của mỗi nhà thì mình sẽ mua nhiều hoặc là ít đậu hũ trắng quý vị nha. Dạ, em cảm ơn chị. Và một nguyên liệu nữa không thể thiếu đó chính là nấm rơm để món canh rong biển thêm thơm ngon hơn nữa nha. Dạ không, em lấy nấm rơm ạ. Dạ. Chúng ta sẽ mua thêm 100g nấm rơm nữa nha, để món canh rong biển nó sẽ ngon hơn. Dạ, cảm ơn anh. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Kiều Tiên đã đi chợ phường 4 trên địa bàn thành phố Tây Ninh để tìm mua những nguyên liệu cần thiết cho món canh rong biển. Sẽ gồm có là rong biển nè, đậu hũ trắng, nấm rơm, hành và ngò rí. Bây giờ thì để xem là cách chế biến như thế nào, quý vị hãy cùng với Kiều Tiên vào bếp Chay Việt Tinh Hoa gặp lại anh Mạnh Tiến và cô Hoa Hường để xem là canh rong biển chế biến như thế nào quý vị nhé. Mạnh Tiến rất vui được gặp lại quý vị tại gian bếp quen thuộc của chương trình Chay Việt Tinh Hoa, và người đồng hành cùng với gian bếp của Chay Việt Tinh Hoa ngày hôm nay đó chính là cô Hoa Hường. Dạ, thưa kính chào quý vị. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Mạnh Tiến và cô Hường sẽ giới thiệu đến quý vị một món canh rất là thanh, rất là mát, đó chính là canh rong biển. Canh rong biển đơn giản quý vị. Đây là cái nguyên liệu để mình nấu cái nồi canh rong biển. Đây là rong biển, nấm rơm, đậu hũ trắng và hành ngò. Chỉ đơn giản thôi. Thì trước tiên là cái rong biển này nè quý vị, là mình phải ngâm. Trước khi nấu mình phải ngâm. Ngâm khoảng cũng 5 phút à. Rồi mình mới nấu. Thì giờ trước tiên giờ mình sắc nấm rơm. Đấy. Nấm rơm thì mình sắc làm hai. Cho cái miếng nó lớn. Mình cắt nấm rơm làm hai. Rồi tàu hũ mình cắt miếng lớn lớn chút cũng được. Tại vì nó rất mềm, mình vẽ được. Ở đây thì mình cũng đã chuẩn bị sẵn cái phần rong biển đã ngâm chuẩn bị tất cả. Thì bây giờ nước á nó đã sôi. Mình nấu đã sôi là giờ mình để nấm rơm. Mình cho nấm rơm vào đây luôn Dạ.
mình để nấm rơm rồi mình sắc tàu vô em. Dạ. Yeah. Mình sắc tàu vô. Rồi mình sắc cũng miếng cũng dừa. Sau khi bỏ nấm rơm vào nước rồi thì mình sẽ sắc tiếp phần đậu hũ. Mình sắc đậu, đấy. Mình sẽ sắc như thế nào cô ha? Đây, em cứ sắc miếng dày là vừa ăn rồi. Ha, dạ. Miếng dày đi, đó. Cái này con em sẽ cắt ra làm... Em trẻ là 3 rồi, em trẻ lại. Ha, dạ. Đấy. Rồi. Dạ. Rồi mình để vô mình luôn. Sẽ tiếp tục cho phần đậu hũ vào đây luôn. Rồi, mình chỉ cần nêm nếm nước này. Nêm nếm nước canh. Thì đây... là coi như là cái phần nêm nếm thì mình cũng xài những cái gia vị này quý vị. Đây là bột nấm hương. Dạ. Mình để chừng nửa muỗng cà phê này. Thấy. Dạ, mình cho khoảng nửa muỗng canh bột nấm hương. Dạ, dạ. Nửa muỗng canh nấm hương. Rồi đây là đường. Khỏi xài đường nhiều đi quý vị. Bột ngọt. Cái này là bột nêm nè quý vị. Thì quý vị cũng để chừng non non cái nửa muỗng vậy thôi. Đấy. Dạ. Do có lẽ là phần nấm và cái phần đậu hũ cũng như là rong biển mình đã ngọt sẵn rồi cho nên mình không sử dụng đường trong món canh này. Không sử dụng đường. Tại vì nấm rơm nó đã ngọt, nó có chất ngọt. Rồi rong biển nó cũng sẽ có chất ngọt. Thì trong khi đó đợi chờ sợ em xắt miếng hành với ngò. Dạ. Làm nhưng mà quý vị cũng nhớ chớp bọt nha. Ở ngoài thị trường thì con thấy hình như là bán rất là nhiều loại rong biển thì mình sẽ sử dụng cái loại nào cô? Bây giờ thì nó nhiều cái thứ rong biển đó. Mà cái nào ngon mình mua. Có những cái loại nhuyễn hơn nữa chắc cũng được đúng không cô? Đúng con? Rồi, cái nhuyễn cũng được, cái to cũng được. Nhưng mà cái nào mình thấy mình ngon, mình thích thì mình mua. Thì giờ cái quý vị, cái này là nấm rơm và tàu hũ. Nó đã chín rồi. Thì bây giờ rong biển mình để vào. Bây giờ mình để rong biển rồi, để vô. Đấy, bây giờ mình để rong biển vô đây. Mình sẽ sử dụng hết rong biển đó luôn. Rồi, để dùng hết rong biển. Con để ra đây quý vị, để rong biển vô là coi như là nó đã chín hết tất cả. Vừa sau lên quý vị có thể tắt lửa là mình đã hoàn tất một cái món rong biển của mình. Dạ. Với món ăn này thì phần rong biển mình đã ngâm sẵn rồi. Cho nên là nấu những cái nguyên liệu khác chín thì mình sẽ bỏ rong biển vô cho nó sôi lại một chút xíu nữa. Là món canh của mình đã hoàn thành. Là mình đã xong. Dạ. Cái món canh rong biển nó cũng rất là đơn giản, mát mà rất ngon mà dễ nấu nữa. Thì coi như là tôi cũng mong là quý vị tháng lúc mà nắng nực á, quý vị cứ nấu ăn cho nó khỏe, cho sức khỏe của mình nó tốt. Dạ, một món canh giải nhiệt rất là tốt mà. Thì giờ nó đã sôi rồi đó. Là xong rồi đó, đã hoàn bắt cái món canh rồi. Giờ cái phần trang trí đó em lấy cái tô. Dạ, mình sẽ cho ra tô. Dạ, đó. Ngon lắm quý vị ơi. Món này thì ăn nó mát dữ lắm. Một món canh khá là được. Dạ. Nó đơn giản, rong biển quý vị mua xe để ở nhà lúc nào cũng ăn cũng được. Mình không có sợ mà hư hao gì hết. Một món canh khá là đơn giản nhưng mà đầy đủ dinh dưỡng cô ha. Rồi, múc tàu lên nó được. Dạ. Cho thêm một miếng đậu hũ. Dạ rồi. Để ít thôi. Một đừng chút xíu. Đừng nên để hành nhiều nha quý vị. Để xíu thôi. Tại vì quý vị để hành ngò nhiều thì nó bay cái mùi rong biển. Yeah. Nó không có còn nghe cái mùi rong biển. Nên thành ra là cái món rong biển, cái canh rong biển hôm nay là đến đây đã hoàn tất. Có nghĩa là để mà
rong biển giữ được nguyên cái mùi vị của nó thì chúng ta chỉ bỏ một ít hành ngò xíu thôi. Xíu thôi. Dạ. Yeah. Quý vị thân mến, vậy là ngày hôm nay Mạnh Tiến và cô Hoa Hường đã giới thiệu đến quý vị một món canh rất là đơn giản và thanh mát, phù hợp vào những ngày nóng bức đúng không cô? Dạ, yeah, dạ. Yeah. Và ngày hôm nay cảm ơn cô Hoa Hường rất là nhiều ạ. Dạ, yeah, thôi tôi cũng cảm ơn chương trình để tham gia mà gợi ý cho quý vị. Tại vì mình ăn chay mà mình lựa cái món nào tốt để mình ăn, yeah, cho đầy đủ sức khỏe. Thì xin cảm ơn quý vị. Dạ, yeah, cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Dạ. Yeah. Quý khán giả thân mến, cách chế biến đơn giản, nguyên liệu dễ tìm mua tại các siêu thị hay chợ truyền thống. Quý vị có thể vào bếp và thực hiện ngay món canh rong biển rất thơm ngon và thanh mát. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chay Việt Tinh Hoa cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý khán giả trong tập phát sóng tiếp theo trên kênh truyền hình TTV11 vào lúc 6:50 thứ năm hàng tuần. Còn bây giờ, Cẩm Tú xin chào và hẹn gặp lại.